Dạ em xin tự giới thiệu là tên em là Nguyễn Quang Dũng. Nguyễn Quang Dũng. Dạ, quê hương em là ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Dạ, em bước chân vào Sài Gòn làm ăn vào năm 2010. Dạ. Thì em làm hiện tại bây giờ em đang làm công việc của em là em làm bên kho, vừa giao hàng và vừa cả chạy xe luôn. Lái xe luôn. Cả lái giao xe hàng luôn. Dạ. Rồi. Năm nay Dũng bao nhiêu tuổi? Dạ em chính xác em là sinh năm 1985. 34, 35 rồi chị. Rồi, 34, 35 rồi. Rồi mời em gái. Dạ chào chị Cát Tường, em tên là Phạm Thị Quỳnh Nga, năm nay 34 tuổi. 34 luôn. Dạ. Cũng sinh năm 85 luôn. Em sinh năm 86. 86. Rồi. Hiện tại thì em đang làm quản lý nhà ăn tại trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2. Cảnh sát hả? Dạ vâng. Quê em ở đâu? Dạ em ở Hải Phòng ạ. Quê ở Hải Phòng. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì vậy, em gái? Dạ điểm mạnh của em là biết chăm lo cho gia đình, biết nấu ăn. Điểm yếu thì dễ tính, cũng hay nhút nhát nữa. Đúng rồi, chị thấy hơi nhút nhát, tự tin lên, thoải mái lên giao tiếp, cơ hội nó mới đến với mình. Điểm mạnh của mình còn cái gì nữa không? Công việc của em thì em làm quản lý bếp ăn á, thì em sẽ phụ trách một ngày 3 bữa cơm và quản lý cái... Em nấu luôn hả? Dạ không, em chỉ quản lý thôi ạ. Cũng giỏi, công việc cũng nhiều. Vậy mình nghỉ cuối tuần chứ đúng không em? Vẫn dạ, em được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nghỉ thứ bảy chủ nhật, em cũng vậy hả hay sao? Dạ em nghỉ giống một mình chủ nhật. Nghỉ chủ nhật thì dạ. cũng sắp xếp có được thời gian để hẹn hò. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là nói chung là cũng chăm chỉ và siêng năng. Những cái công việc này kia là nói chung là em làm mà làm tỉ mỉ đến nơi đến chốn. Chứ em không có bỏ dở chừng. Em hay thích, nói chung là sở thích của em là đam mê hát và đi du lịch. Em thích cái đó. Hát miếng liền đúng không em? Muốn nghe hát không? Dạ có. Mời em. Em thì thường thường là em đam mê những bài hát và của ca sĩ đó là Châu Hoài Phong. Được. Và ca sĩ Lâm Chấn Huy. Đó là những cùng quê hương, như kiểu là mình có một ký Hà Tĩnh luôn ha. Dạ. Rồi mời em. Cho em xin hát bài Ngắm Hoa Lệ Rơi do nhạc sĩ Duy Cường sáng tác. Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình giờ anh một mình đành lặng thinh, nhìn em bước về tay cầm tay vui đùa cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta đã chốt trao, như tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhẫn nại. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi, để anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau, anh vẫn luôn khắc sâu như tình phai màu. Còn gì nữa đâu, và đành buông lời những câu ta phải xa rời nhau như hoa kia dần úa màu. Tôi em xin hết. Wow. Nói chung là em hơi rung phải không? Hơi rung tí. Em cảm nhận giọng hát của anh như thế nào? Hát rất hay ạ. Rất hay. Có vài chỗ nhấn nhá, rất giống Duy Mạnh. Có ai nói vậy không? Thời xưa em đi, em có đi lính về. Em đi lính năm 2009 hay là 10 ạ. Thời xưa đi lính em toàn hát nhạc của Duy Mạnh không. Rồi nãy giờ điểm mạnh không, mình có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì em cũng có hút thuốc lá. Nhưng mà em hút có một ngày thì tính ra một gói là em hút ngày rưỡi là hết một gói. Ngày rưỡi. Vậy là hút hơi nhiều quá. Một ngày rưỡi một gói là quá nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe, bỏ bớt đi. Nhiều hút lúc em bỏ vậy nám mặt hết trơn kìa, thấy không? Hút mà hơn nữa là em kiểu chạy xe về là đưa hàng hóa đi giao. Bịt mặt che lại chứ nè. Dạ, da dạ. Đẹp hai bên đây nám hết trơn rồi. Dạ. Tại kem chống nắng đi. Bạn gái mua kem chống nắng cho bạn trai xài. Dạ. Bớt hút thuốc lại, giữ gìn sức khỏe. Dạ. Nha. Bây giờ tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Dạ. Rồi, mối tình đầu tiên là năm 2007. Tụi em quen được một năm thì chia tay. Lý do sao chia tay? Tại lúc đó thì vẫn còn trẻ nên muốn phát triển sự nghiệp trước ạ. Còn mối tình thứ hai là năm 2017 ạ. Cái đó thì quen thì được 3 tháng là chia tay rồi. Quen có 3 tháng à? Dạ. Cuộc tình gì mà chóng vánh quá vậy? Dạ, tại vì không có hợp lắm mà. Không có hợp, ai mai mối hay là tự tìm hiểu? Cái này cũng qua mai mối thôi ạ.
mà có 3 tháng à? Dạ. Vậy là mình loạt dài, hình như gần cả chục năm là mình không quen ai hết. Dạ. Lý do tại sao vậy? Em có tìm hiểu không? Có, chắc tại em thẳng tính quá nên người ta không thích. Vậy thì mình phải biết vậy, có đó khuyết điểm của mình phải chỉnh sửa lại chút xíu. Thế còn em tình trường sao? Dạ thưa chị, là em tình trường là em từng trải qua 2 mối tình. Cái mối tình đầu tiên là mối tình 2011 đến 2013. Còn mối tình thứ hai là mối tình 2017 đến 2018. Mối tình đầu tiên thì em kéo dài được là 2 năm. Lý do sao chia tay? Nói chung là thời đó em cùng mới đi bộ đội về á, vừa đi làm mà em thì đang đi học. Thế từ từ đấy rồi bọn em cùng phai nhạt trần tình cảm. Cũng chưa đủ lớn. Thế còn mối tình sau này? Mối tình sau này thì nói chung thì bọn em quen được 1 năm. Nhưng mà thực chất thì cái mối tình này là bọn em cùng lúc đầu cùng tính để đưa đến hôn nhân. Nhưng mà sau là em cũng là vì cái việc gia đình nên em nói cứ nấn ná từ từ. Thế như em thì nói chung yêu quen thì là em xác định luôn. Đó, thì đúng, sau từ từ sau thì em lại về em lại có việc của gia đình về xong hình như em là đăng ký đi nước ngoài, đi Nhật. Thì em á hả? Dạ. Là gái á hả? À, đi Nhật luôn rồi. Dạ. Cũng chưa phải duyên luôn. Dạ. Hơi khổ ha. Thôi bây giờ vậy, giờ mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, một người chín chắn, biết chăm lo cho gia đình. Biết chia sẻ công việc, biết động viên tinh thần nhau nữa. Ngoại hình sao? Ngoại hình thì có thể cao bằng hoặc hơn em. Em cao mét mấy? 1m6 ạ. Mà 1m6, em cao mét mấy? Em cao 1m65. 65, được rồi ha. Rồi mình có hình ảnh gì không, đưa cho cô ấy coi với. Chờ em xíu. Đây là những cái hình đám cưới, vậy là đi hình đi đám đình bạn bè đó. Rồi coi tấm này được rồi. Hãy tìm chàng trai ấy. Thế còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Nói chung em thực sự để em tìm bạn gái thì nói chung là trước hết là phải hiền lành một xíu, biết quan tâm tới người khác. Nói chung cuộc sống thì biết lo gia đình. Về ngoại hình? Về ngoại hình thì cao tầm cỡ 1m55 độ lên rồi. Rồi, 1m6 lận dư rồi ha. Dạ. Rồi thôi đi, tìm thử coi, tôi đưa cho mọi người hai người giống nhau luôn đó. Bốn cô bốn anh ở trọng á. Hãy thử chọn ra coi xác suất 1/4 tìm ra người đối diện với mình là ai trong những người đó. Chọn ra cho em, nãy giờ coi hơi lâu rồi. Dạ. Nhìn đắm đuối quá vậy, có chuyện chọn lộn. Dạ, anh lên này ạ. Anh nào? Dạ đây ạ. Anh đó phải không? Dạ. Được rồi. Rồi, giữ đi, lát tôi gả anh đó cho. Rồi bên đây. Chọn cô nào? Em đoán cô này. Cô đó hả? Rồi giữ đi. Xin mời quý vị, chúng ta hãy hướng mắt về trái tim để cho hai bạn này sẽ cảm nhận xem ở cái nhìn đầu tiên mình đã đoán đúng hay đoán sai nha. Xin mời hai bạn hãy nhìn vào hình và hãy nhìn vào người đối diện. Em chào em. Sao? Trật hết rồi phải không? Anh có muốn bông hoa, bó hoa gửi tặng em. Qua đây, tặng qua trái tim. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà tặng cho anh. Hy vọng anh sẽ mang nó trong những dịp đặc biệt. Dạ, anh cảm ơn. Rồi, đoán sai hết rồi nha. Dạ. Đây nè, mới đúng nè. Kia đoán cái anh đứng là cũng không đúng rồi. Cái anh ngồi đó, thấy chưa? Dạ. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn cùng ăn một bữa cơm trưa với nhau, cùng trò chuyện với nhau kỹ hơn, thân mật hơn, để chúng ta có thể hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi chị Tường sẽ quay lại để tiếp tục làm cái cầu nối cho hai bạn nha. Coi quà tặng gì nè mà cổ nói là hãy mong em hãy mang trong những dịp đặc biệt. Chị Tường tò mò lắm, cho chị Tường xem với. Dạ dạ. Chưa gì ích kỷ tính đem về coi mình hả? Chú bà Mai mà. Ồ, cái cà vạt. Em có thường hay đeo không? Vào những ngày học ở công ty thì em mới có mới đeo cà vạt, chứ còn bình thường ngoài đúng là những ngày đặc biệt ha. Dạ dạ. Rồi, bây giờ mời món ăn ạ.
Và bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Di Madrid nha. Đây là món thịt xông khói cuốn đậu bắp. Còn bên đây là món salad bông cải bánh su kem. Cùng ăn, cùng thưởng thức nha, để xem hương vị những món ăn tại nhà hàng như thế nào. Và quan trọng là cũng phải trò chuyện tâm sự với nhau nha, để hiểu nhau nhiều hơn. Chứ hồi nãy ở cái màn đầu là chọn là chất quớt rồi đó. Ha. Một chút xíu chị Tường sẽ quay lại cho các bạn thưởng thức ngon miệng nha. Tự nhiên nha. Em cảm ơn chị. Tự tin lên nha cưng, hơi rụt rè nha. Cơ hội không có đến nhiều lần, cố lên. Vừa ăn uống vừa trò chuyện, bạn trai giúp đỡ bạn gái nha. Dạ dạ dạ. Thôi mời em ta. Dạ mời anh. Anh đi làm như vậy thì công việc nó có vất vả lắm không? Anh đi làm, làm ở đây là anh làm ngày 8 tiếng. Ngày 8 tiếng thì có phải tăng ca không ạ? Có những lúc ví dụ như vào thứ tư thứ năm là hàng nhiều, mà bên chỗ họ nhận hàng, họ yêu cầu hàng thêm. Có những lúc có thể về 7 giờ 8 giờ là ngày thường, còn chủ nhật được nghỉ. Vậy hiện tại thì anh đang ở đâu ạ? Anh thì giờ hiện tại giờ là anh đang ở quận 12. Quận 12 ạ? Em đang ở quận Thủ Đức đó. Thì lúc nào có dịp thì em sắp xếp thời gian để anh ghé xuống chỗ em chơi. Dạ vâng, em được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thế mời em ăn. Dạ mời anh. Anh thấy em như thế nào ạ? Nói chung thì anh cùng mới gặp thì thực sự thì anh thấy em nói chung là hiền lành và nó cùng đẹp gái, vậy là nói chuyện thì nó cũng nhẹ nhàng. Dạ. Bởi vì chỗ anh làm là toàn người Bắc mà, người Thái Bình, nên anh cũng biết. Còn đối với em thì thấy anh như thế nào? Dạ em thì thấy anh cũng đẹp, nói chung là dễ nhìn, nói chuyện thì cũng hay. Không biết anh thời gian rảnh thì anh hay làm gì ạ? Thời gian vào chủ nhật nghỉ thì có những lúc thì anh đi anh em chơi, rồi có những lúc bạn bè rủ, ví dụ như đi đám anh đã biết gì đó, anh thì có tham gia vậy thôi. Nhưng mà thực sự là đá thì cũng hay, nhưng mà lòng thể dục thể thao. Đá bóng thì em cũng thích xem đá bóng lắm. Cái nhà em ở nhà thì được mấy anh chị em? Em là chị cả, được 4 chị em. Chim chắc bố nàng lớn tuổi rồi hả? Vâng. Nhà anh thì cùng 4 anh em, anh cũng con đầu. Anh cũng con đầu luôn ạ. Thế thì cũng trùng hợp nhiều quá. Em tới đây thì dự tính về tương lai, về gia đình như thế nào? Nếu mà tính xa hơn thì cái đó phải tìm hiểu. Nói chung thì anh thì cùng trước hết thì cái gì, nói chung là bây giờ mình muốn làm quen với ai mình cũng phải có thời gian tìm hiểu đó. Rồi là trước hết thì mình cũng phải biết về nhau, về cái chỗ ở này kia đó, sau này đi lại này là mời uống cà phê thì nói chuyện. Mà nãy giờ trao đổi chỗ ở chưa? Dạ em không cùng vòng vòng hoài không vô cái chuyện chính đi trời, thời gian thì ít. Mà ăn thưởng thức món ăn thì thấy như thế nào? Nói chung là em cảm thấy ngon, hợp ngon, khẩu vị. Ngon, hợp khẩu vị. Ở đây có một cái hương vị nó thơm hơn, ngon hơn. Hôm nào rảnh rỗi cứ mời bạn gái đến ăn ha. Dạ dạ. Rồi, hồi nãy giờ ăn chưa? Dạ em ăn rồi ạ. Ngon không? Dạ ngon ạ. Rồi, cô này hơi rụt rè quá. Rồi trao đổi chỗ ở rồi, bây giờ mình đánh ranh rút gọn vô cái chuyện chính đi. Em có thể cho anh xin cái địa chỉ hoặc cái gì đó. Ví dụ như không, ví dụ như anh có thời gian rồi, anh đến chơi còn này kia chẳng. Cái đó sau chương trình thì em sẽ đưa cho anh. Đúng rồi, anh cho ở đây ta biết là sao. Chút sau chương trình cho riêng chứ. Giờ cố đọc là địa chỉ nhà lên đây ai ta cũng biết hết trơn là chết rồi. Dạ dạ. Cái đó chút sau chương trình xin. Bây giờ quan trọng là làm sao để mà có quyết định là có bấm nút có hẹn hò với nhau hay là không. Cái đó mới là quan trọng. Bây giờ xin mời hai bạn, chúng ta sẽ bóc những lá bài này. Trong đây có một cái yêu cầu, mình bóc trúng cái gì mình sẽ thực hiện cái yêu cầu trong đó, được không? Dạ. Rồi, mời bạn trai trước đi. Bạn trai hãy thực hiện trước. Đọc lớn lên. Bạn hãy yêu cầu bạn nữ làm một hành động đáng yêu. Đó, vậy là cũng đáng yêu rồi đó. Được không? Dạ. Dễ thương không? Nhưng mà cái này đơn giản quá. Rồi mời bạn nữ. Nữ làm này dễ ha, nam làm hơi kỳ. Được. Đọc lớn lên em. Bạn hãy thể hiện một hành động lãng mạn với bạn nam. Trời ơi, sao bạn nữ làm không vậy? Yên tâm, lát chị sẽ bắt bạn nam làm tiếp. Bây giờ em làm nữa đi. Sao? Lãng mạn.
nãy là làm hồi nãy là làm ấy rồi phải không? Bây giờ dạ. Tháng mạng mà làm gì? Em không biết nữa. Bây giờ mình có thể nắm tay bạn nam, mình sờ tay, nắm tay, gì chỗ việc mình, hay là hôn lên tay, hay là nói cái gì đó với bạn ấy chẳng hạn. Thôi chắc em bắt tay anh ấy dạy được không? Rồi, nhưng phải có cảm nhận mới lãng mạn nha. Chứ bắt tay giống như đồng nghiệp đâu có gì đâu lãng mạn. Bây giờ anh đứng lên đưa tay qua cho người ta nắm đi. Đó, dạ. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Rồi, nhắm mắt lại cảm nhận, phải có phát biểu, cảm nghĩ thì mới là lãng mạn được. Bàn tay của em nghe ấm. Sao em gái? Dạ, em thấy tay của anh ấy ấm, chắc chắn. Nói chung cảm giác yên tâm ạ. Vậy được cho em, vậy lãng mạn chứ. Anh cảm ơn. Rồi. Giờ bạn trai phải bốc thêm một lá nữa. Nãy giờ bạn gái thực hiện không à? Dạ. Rồi đọc lớn lên coi. Bạn hãy hôn lên tóc của bạn nữ và cảm nhận mùi hương. Trời ơi, bữa nay lời quá trời lời. Rồi giờ xin bạn ấy đi rồi đi quá. Dạ. Đằng sau lưng bạn ấy đứng. Dạ. Em ngồi hả chị? Em cứ ngồi, em cứ việc ngồi. Cho anh xin được hôn lên tóc em. Dạ. Nhanh quá, nhanh quá, sao có mùi gì được. Lại, cảm nhận. Hôm nay gội đầu chưa cưng? Dạ rồi. Nghe mùi hương thơm. Cảm nhận như thế nào? Cảm nhận nói chung là rất là tràn đầy tình cảm của anh đối với em. Cô sắp xỉu rồi, về chỗ đi. Cô rụt rè đó, gặp cái cô gái rụt rè mà. Thôi được rồi, chẳng qua mà chị Tường cho các bạn bóc những cái lá bài như vậy là để cho các bạn có thể có một cái sự tương tác với nhau, để mình có thể thêm có cái cảm xúc với nhau. Thì bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Hai bạn hãy nói cho đối phương biết hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì. Mời em trai trước. Hiện tại thì cho anh một thời gian để mình tìm hiểu nhau, mình tiếp xúc. Nhưng mà trước mắt, ở lần gặp gỡ đầu tiên, hiện tại trong lòng em có cảm xúc gì, có suy nghĩ gì về cô gái này? Em cảm thấy rất thích. À, đó, quan trọng là hiện tại. Còn thích. Cái chuyện tìm hiểu là cái chuyện sau khi kết thúc chương trình của hai bạn. Dạ, dạ. À, còn em gái, em hiện tại em cảm thấy như thế nào, cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy rất thích ạ. Em sẽ dành thời gian để tìm hiểu và có thể tiến xa hơn. Đó cũng là những dấu hiệu tốt thưa quý vị. Anh cảm ơn em. Quan trọng là ở cái nhìn đầu tiên. Còn cái thời gian tìm hiểu là phía sau, đi được xa hay gần là từ cái sự cố gắng và sự tương thích của cả hai người. Dạ. Nhưng mà trước tiên nhìn nhau phải có cảm xúc rồi đã. Không dạ. Có cảm xúc thì khó lắm, hiểu dạ. Không? Dạ. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bây giờ chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Các bạn nhắm mắt lại và cảm nhận cuộc nói chuyện chúng ta từ nãy giờ. Nếu đồng ý bấm nút thì nhấn mạnh. Nếu sau 3 tiếng đếm không đồng ý thì chúng ta có quyền lấy tay ra khỏi nút bấm. Dạ. Dạ. Nha. Dạ. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian, rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Rồi mời bạn trai qua nói đứng chung với bạn gái luôn. Yeah. Hôm nay á, theo như Tường biết là có là em gái của hai bạn đều đến tham gia chương trình đúng không? Yeah. Xin mời hai em ngồi bên ngoài từ nãy giờ đâu rồi ạ? Mời hai em vào chúc mừng cho anh chị của mình trong cái ngày vui này nha. Hai người em gái luôn hả? Dạ, yeah, đây là em và hai người em gái luôn. Hai em ruột. Dạ. Yeah. Này hai em ruột. Dạ. Yeah. Em làm trường cơ quan. À đúng rồi. Vỗ tay. Đội hình hôm nay đông quá. Hôm nay em đến em tham dự nãy giờ thì em nhận xét về anh này như thế nào? Cái nhận xét của em ấy thì là anh ấy rất là chín chắn và trưởng thành so với nói chung là để một người đàn ông trụ cột trong gia đình thì là em thấy anh ấy cũng phải được tầm 80-90% rồi ạ. À. Rồi thôi thì hôm nay là có coi như là hai bên ha. Đại diện nhà trai nhà gái có đủ thì Tường cũng xin chúc cho hai gia đình của mình luôn được nhiều sức khỏe rồi cố gắng thúc đẩy ha, giúp đỡ hỗ trợ. Gái là phải hỗ trợ bạn gái nha, bạn gái hơi rụt rè rõ ràng không? Quá vậy như vậy thôi chứ thực ra là từ hôm qua thì rất là hồi hộp, sáng nay dậy sớm lắm luôn. Trước sự chứng kiến của hai họ nhà trai nhà gái, xin mời bạn Dũng hãy gửi tặng bạn gái một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Nhà trai có lời lắm luôn. Anh là con em. Dạ.
Rồi. Cục rẻ, dễ thương quá à.